Rồi bây giờ mình sẽ tham quan cái thác voi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá thác voi nó đẹp như thế nào. Các bạn có thấy cái ánh mặt trời không? Cái ánh mặt trời nó mây nó che lấp 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 và nó soi giống như một cái đèn pin soi xuống một cái đốm trung tâm của cái đồi đó. Rất là đẹp. Giờ là mình sẽ đi xuống thác voi. Thì nếu mà các bạn đến cái hai cổng, một cái cổng là đi tham quan riêng thác voi và một cái cổng là tham quan riêng chùa. Thì nhưng mà nếu các bạn muốn tham quan hai cái kết hợp chung với nhau thì nên đi bên chùa, sau đó có chùa có một cái lối đi riêng để đi xuống. Hả? Ồ vậy hả? Đây nè, mình đi qua đây là băng rào qua. Đây không? Nè, hàng rào đây nè. Đây là cái lối đi qua thác. Hy vọng là chỉ đúng. Cho nên mình sẽ mò. Thì cái lối đó đi qua luôn sao hết chứ. Nghe cái tiếng tiếng thác rất đổ xuống rất là mạnh. Đây không? Là sao? Đây là tới thác. Hả? Ủa vậy là sao? Để đi qua bên kia hả? Giờ là trời hơi bị sẩm sập tối rồi. Nên mình sẽ tham quan nhẹ về cái góc thác voi thôi. Nhẹ là sao? Nhẹ là mình sẽ đi len lỏi vào những con đường làng và đi xuống tới suối thôi chứ không có tới thác. Vì cái thác á là dịch vụ họ sẽ đóng cửa lúc đúng 5 giờ. Nhưng mình đã có mặt đã hơn 5 giờ rồi. Họ bán vé cho mình vào nữa. 20.000 một vé thác voi. Thì đứng ở tham quan cái tượng không có đường đi rồi. Cái này là đất mà. Nói chung là không có duyên như là thác voi. Ồ, có cầu thang kia không chịu đi. Bên này nè. Bên này nè, đi xuống cầu thang á. Hả? Mình lại đi lộn tiếp rồi. Thì đúng là đâu rồi giải thoát nó chứ lại sao lại bắt nó luôn nó vậy ta.
xe công trình. Hồi nãy này có cái cổng này mà ai? Có cái cổng mà trắng vậy sao vậy? Chắc cũng chưa cho thông quá. Phải không? Thấy sắp mặt luôn á. Chụp hình này, chụp hình đẹp lắm à. Vậy là đây là đúng. Giờ là đúng cái hướng đi xuống cái con suối của thác Voi. Chúng ta sẽ đi khám phá. Đến với KPN là phải khám phá. N là hay phá lắm. Đây này. Cái này thì chùa còn làm còn chưa hoàn thiện lắm về cái lối đi này. Nếu mà chúng ta cũng thích đi khám phá thì nên đi theo kiểu này thì cũng vui. Đó. Len lỏi theo cái đường mòn những viên đá. Đi cái này thì các bạn nên mang cái gì bó. Đi núi á. Quá nguy hiểm. Bạn sẽ thấy cái thác. Đáng lẽ là mình qua bên kia rồi. Nhưng mà bên kia nó không cho, nó không bán vé nữa. Tại vì quá 5 giờ nó không hoạt động nữa. Nên mình chọn cái cách này. Quá đẹp. Đó, cái thác nếu mà mình đi bên cái cổng chính á, là nó sẽ có một cái hồ khang. Đây là con suối. Rồi bây giờ mình đi xuống nha. Nè, mình len lỏi vô cái đường mòn. Đây là xung quanh cảnh thác đó các bạn. Nó chạy rất là mạnh nha. Bây giờ mình sẽ xuống dưới chân thác chứ còn ở dưới lại ngay thác thì không được. Bây giờ mình phải xuống dưới chân thác. Đây vậy chứ. Wow, cái góc dưới chân thác này đã quá đẹp luôn. Nếu mà các bạn đi ở bên góc chùa thì coi lối đường này đi, có cái chân thác đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà hơi trơn nha. Đây thác này các bạn, đẹp, bao đẹp. Đây là cái bóng nước. Đẹp quá, xuống tới chân thác rồi các bạn. Không phải. Len lỏi xuống tới chân thác luôn. Đẹp lắm luôn. Hả?
làm gì xuống được đây, ở bên kia chập thôi chứ làm gì xuống được đây. Thì xuống luôn, xuống luôn, xuống đâu. Nhiều người xuống. Dạ luôn, dạ luôn. Gái qua đi. Làng đâu ra? Và đây là chân phát. Hả? Thôi. Rồi. Thôi 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 thôi. Đây là cái cây nằm giữa cái dòng chảy của thác đẹp ha. À, không phải cây nước. Cây này giống như ở Cần Thơ đó, nước toàn cảnh xung quanh ở dưới chân thác này các bạn. Nó chụp cái cây đó, suối đẹp đẹp mà. Ờ, đẹp quá trời chưa? À. Đây các bạn, cái cảnh thác nước rất là hùng vĩ. Và bây giờ mình sẽ, gia đình mình không có ai hết nên là chơi luôn, đi vượt qua bên này thử xem sao đó. Thủy đâu coi, đây là thác nè. Đây rất là ok luôn, đẹp lắm. Cố lên, có chân trượt té nha. Rồi, giơ tay, yeah! Để chinh phục. Bỏ chân, đứng im đi. Đừng quay. Thấy chưa? Cảnh đẹp chưa? Hùng vĩ chưa? Quá đẹp luôn các bạn. Nếu mà các bạn muốn tham quan ở khu vực này thì nên tới chùa Tây Nẵng, đẹp lắm đó. Đây là hey.
Đó này, đó này, đó này, đó này. You've been dragging my name around town like you got something to prove. We both know these games you're playing are something that you always lose. My mama told me it's just publicity. Keep talking that talk and walking that walk. Đuối rồi. Mệt. Được, được, được. À. Wow, chị ấy là chinh phục.